Người bạn đời đồng giới, âm dương cách biệt, vẫn một mình tưởng nhớ, mối tình khắc cốt ghi tâm, Trương Quốc Vinh và Đường Hạt Đất. Ibis sẽ đem đến cho khán giả nhân vật rất đặc biệt là một ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hồng Kông, Trương Quốc Vinh và một mối tình lặng lẽ, bền chặt bên Đường Hạt Đất. Đến nay thì chuyện tình đẹp của họ vẫn được truyền thông và công chúng nhắc đến với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ. Tài hoa nhưng bạc mệnh. Đến hẹn lại lên cứ đúng vào ngày 1 tháng 4 hàng năm, trong lòng một bộ phận không nhỏ khán giả châu Á, trong nhiều năm qua luôn là lời khắc bi thương, không muốn tin là sự thật, Trương Quốc Vinh đã xa đi trong sự tiếc nuối của hàng triệu trái tim khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao và còn nhiều hứa hẹn. Người đi nhưng tình cảm của khán giả vẫn luôn ở lại. Trong gần 2 thập niên qua, Trương Quốc Vinh luôn trở về trong những vấn vương. Cuộc đời nam nghệ sĩ tài hoa mang theo cả một thời thanh xuân đẹp đẽ của nhiều khán giả châu Á, như giấc mộng phù hoa rực rỡ, đôi lúc tưởng chừng rất xa, lắm lúc lại rất gần, nhưng cố máy cũng không chạm tay được. Ca sĩ diễn viên Trương Quốc Vinh được gọi thân mật là Kaka. Anh là nghệ sĩ đa tài, đa năng, được thế giới công nhận, có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới. Trương Quốc Vinh chính là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất châu Á những thập niên cuối thế kỷ 20 và có tầm ảnh hưởng vươn ra thế giới. Thế nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu là câu chuyện tình lãng mạn mà không kém phần đau thương của anh. Mối tình đồng giới đầy cảm động. Thời điểm đó, những người thuộc thế giới thứ ba không hề hiếm trong làng giải trí. Thế nhưng việc dám công khai chuyện tình yêu và có được thành công rực rỡ trong sự nghiệp chắc chỉ có Trương Quốc Vinh. Mối tình đẹp này kéo dài ngay cả khi âm dương chia lìa hai người. Truyền thông Hồng Kông cho biết là cặp đôi nổi tiếng này lần đầu tiên xuất hiện công khai cùng nhau là tại một trận đấu quần vợt năm 1992. Tuy nhiên thì họ giữ im lặng về mối quan hệ đặc biệt này. Trong những cuộc phỏng vấn, thỉnh thoảng Trương Quốc Vinh chia sẻ thoáng qua về đời sống tình cảm của mình, song anh không nhắc đến tên hay giới tính của nữ kia. Do vậy, người hâm mộ và công chúng Hồng Kông khi ấy vẫn luôn ngầm hiểu người thương của Kaka không ai khác chính là Đường Hạt Đất. Cho đến năm 1997, trong một buổi hòa nhạc của mình, Trương Quốc Vinh đã hát bản tình ca Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Nam ca sĩ chia sẻ mình muốn dành tặng bài hát đặc biệt này cho anh Đường, người bạn tốt của tôi, và bày tỏ rằng người ấy có một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời mình. Công chúng và truyền thông xem đây là khoảnh khắc sau phim Xuân Quang Xạ Tiết công khai tình cảm và từ đó đón nhận Đường Hạt Đất là tri kỷ, bạn đời của Trương Quốc Vinh. Cũng sau lần đó thì cặp đôi này bị báo giới bắt gặp, sánh bước cùng nhau nhiều hơn và họ liên tục trở thành mục tiêu của cánh săn ảnh. Một lần khi bị paparazzi đeo bám, Trương Quốc Vinh đã nắm chặt tay Đường Hạt Đất, đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại. Bức ảnh chụp khoảnh khắc ấy trở nên nổi tiếng suốt nhiều năm về sau. Hành động đầy kiên định dứt khoát của Kaka dành cho người mà anh yêu thương được gọi là cái nắm tay thế kỷ và khiến bao người ngưỡng mộ cảm phục. Trong suốt những năm tháng yêu nhau, Đường Hạt Đất mỗi phút mỗi giây đều luôn cố gắng kề bên người tình. Dù Trương Quốc Vinh đi đến đâu, Đường Đường cũng dành thời gian theo sát hỗ trợ, đóng vai một hậu phương vững chắc thay Trương Quốc Vinh quản lý tài chính và lo liệu mọi việc. Chuyện tình của hai người những tưởng sẽ mãi đi đến con đường hạnh phúc thì năm 2003, Quốc Vinh đã ra đi, gây chấn động làng giải trí và truyền thông lúc bấy giờ. Nhiều người cho rằng nam tài tử chọn ra đi vì bị Đường Hạt Đất phụ tình, nhưng người trong cuộc chưa một lần lên tiếng. Ngày đưa tang Quốc Vinh, Đường Đường đứng không nổi, khóc cũng không nổi, anh vật vờ và chỉ có thể bước đi nhờ sự dìu đỡ của bạn bè. Hơn 20 năm cách biệt âm dương, Đường Hạt Đất chưa bao giờ quên người bạn đời và cũng là tri kỷ của mình. Đều đặn hàng năm vào ngày giỗ và sinh nhật của Trương Quốc Vinh, Đường Hạt Đất đăng bài tưởng nhớ, thể hiện nỗi lòng nhớ thương, sự chỉnh chu trong câu chữ hình ảnh của Đường Hạt Đất gây xúc động cho khán giả. Mối tình của Kaka và Đường Đường từng được miêu tả là thiên trường địa cửu, mãi không thay đổi. Giờ đây khi đã ngoài 60 tuổi, Đường Hạt Đất vẫn đi về một mình, sống lặng lẽ cùng những kỷ vật và ký ức đẹp đẽ mà Trương Quốc Vinh để lại, khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa. Mặc dù âm dương cách biệt nhưng chuyện tình Trương Quốc Vinh và Đường Hạt Đất vẫn bất diệt. Sau câu chuyện này, bạn có những chia sẻ nào muốn nhắn nhủ hay để lại bình luận bên dưới cho Ibis được biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.